Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Năm thứ 17 đời Phê-ca, con trai Remalia, thì A-cha, con trai Jotham, vua Juda lên làm vua. A-cha được 20 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người chẳng làm điều thiện trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời người, như David tổ phụ người đã làm. Nhưng người đi theo con đường của các vua Israel, thậm chí bắt chước theo gương gớm ghiếc của các dân tộc Đức Jehovah đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel mà đưa con trai mình qua lửa. Người cũng cúng tế và sông hương trên các nơi cao, trên gò và dưới các cây rậm. Bây giờ Rosin vua Syri và Phê-ca, con trai Remalia vua Israel, đều đi lên đặng hãm đánh Jerusalem. Họ vây A-cha nhưng không thắng người được. Ấy nhằm lúc đó, Rosin vua Syri khôi phục Elat về nước Syri. Người đuổi dân Juda khỏi Elat và dân Syri bèn đến Elat, ở đó cho đến ngày nay. A-cha sai sứ giả đến Tiglath-pileser vua Assyri nói với người rằng: Tôi là kẻ tôi tớ vua, là con trai vua. Hãy đi đến giải cứu tôi khỏi tay vua Syri và vua Israel đã dấy lên cùng tôi. A-cha lấy bạc và vàng có ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va và ở trong kho đền vua, gửi đem làm của lễ cho vua Assyri. Vua Assyri nhậm làm điều A-cha xin, đi lên hãm đánh Đa-mách và chiếm lấy, bắt đem dân cư nó sang Kir-rơ và giết Rê-xin. A-cha bèn đi đến Đa-mách đặng đón Tiglath-pileser vua Assyri. A-cha thấy một cái bàn thờ ở tại Đa-mách, bèn gửi kiểu mẫu và hình bàn thờ ấy tùy theo cách chế tạo nó cho thầy tế lễ Uri. Thầy tế lễ Uri chế một cái bàn thờ y theo kiểu mà vua A-cha từ Đa-mách đã gửi đến. Thầy tế lễ Uri chế xong bàn thờ ấy trước khi vua trở về. Khi vua từ Đa-mách trở về, thấy bàn thờ, bèn lại gần và dâng của lễ trên nó. Người xông trên bàn thờ của lễ thiêu và của lễ chay mình, đổ ra lễ quán và huyết về của lễ thù ân tại trên đó. Còn bàn thờ bằng đồng ở trước mặt Đức Giê-hô-va thì người cất khỏi chỗ nó tại trước đền thờ, giữa bàn thờ mới và đền của Đức Giê-hô-va, rồi để nó bên bàn thờ của người về phía bắc. Đoạn, vua A-cha truyền lệnh cho thầy tế lễ Uri rằng: Người sẽ xông trên bàn thờ lớn của lễ thiêu buổi sáng và của lễ chay buổi chiều, của lễ thiêu và của lễ chay của vua, lại xông của lễ thiêu và của lễ chay của cả dân sự trong xứ, cũng đổ ra tại trên nó lễ quán của họ và tưới cả huyết con sinh dùng làm của lễ thiêu, luôn cả huyết về các con sinh khác. Còn bàn thờ bằng đồng ta sẽ dùng cầu vấn ý Chúa. Thầy tế lễ Uri làm theo mọi điều vua A-cha truyền dạy cho người. Vả lại, vua A-cha dỡ các miếng trám của những tán và cất hết những chậu đặt ở trên, lại hạ cái biển bằng đồng xuống khỏi bò nâng nó, rồi đem để nó trên một nền lót đá. Vì cớ vua Assyri, người cũng đổi trong đền thờ của Đức Giê-hô-va cái hiên cửa dùng về ngày Sa-bát mà người ta đã xây trong đền và cửa ngoài để dành cho vua. Các chuyện khác của A-cha và những công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Đoạn, A-cha an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ trong thành Đa-vít. Ê-xê-chia, con trai người, kế vị người. Chương 17. Năm thứ 12 đời A-cha vua Giu-đa, thì Ô-xê, con trai Ê-la, lên làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 9 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng bằng các vua Israel trước người. Sanh-ma-na-sa vua Assyri đi lên hãm đánh Ô-xê. Người bị thần phục Sanh-ma-na-sa và đóng thuế cho người. Nhưng vua Assyri thấy Ô-xê toan mưu phản, vì Ô-xê
có sai sứ giả đến Sô, vua Ai Cập, và không nộp thuế cho vua Assyri như người hàng năm đã làm. Vua Assyri bèn bắt người, xiềng lại và hạ ngục. Đoạn vua Assyri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Samari trong 3 năm. Năm thứ 9 đời Ô-xê, vua Assyri hãm đánh Samari, đem dân Israel sang qua Assyri, lập họ ở tại Cha-la và trên bờ Cha-bo, sông của Gô-san, cùng trong các thành nước Mê-đi. Và dân Israel đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ai Cập và khỏi tay hà hiếp của Pharaoh vua Ai Cập. Chúng đã kính thờ các thần khác theo thói tục của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel và theo lệ mà các vua Israel đã định. Dân Israel làm lén những việc bất chính, nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố, dựng lên những trụ thờ trên các nõng cao và dưới những cây rậm. Tại trên các nơi cao, chúng xông hương y như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc những hình tượng mà Đức Giê-hô-va đã cấm chúng rằng: các ngươi chớ thờ chúng nó. Song Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Giu-đa rằng: khá từ bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn giữ điều răn và luật lệ ta, tùy theo các mạng lệnh ta cậy những tiên tri là tôi tớ ta mà truyền cho tổ phụ các ngươi. Nhưng chúng không muốn nghe, cứng cổ mình, y như các tổ phụ của chúng không có lòng tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Chúng khinh bỏ các luật lệ và giao ước Ngài đã lập cùng tổ phụ họ và những lời chứng mà Ngài đã phán với họ. Chúng đi theo các thần hư không và trở thành hư không, bắt chước các dân tộc ở chung quanh mình mà Đức Giê-hô-va đã cấm làm theo gương của chúng nó. Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy hai tượng bò con, cùng làm thần tượng Asera, thờ lại hết thảy cơ binh trên trời và thờ phượng ba anh. Chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Israel, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi phái Giu-đa mà thôi. Chính Giu-đa cũng không vân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, bèn đi theo những lệ luật mà Israel đã lập. Thế thì, Đức Giê-hô-va từ bỏ cả dòng dõi Israel, làm khốn khổ họ và phó họ vào tay các kẻ cướp giật, cho đến phải lưu đày cách xa mặt Ngài. Israel đã phân rẽ nhà David, tôn Jeroboam con trai Nebat làm vua, người quyến dụ Israel bội nghịch Đức Giê-hô-va và khiến cho họ phạm tội lớn. Dân Israel đều đi trong hết thảy tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đầy đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng của các tiên tri tôi tớ Ngài. Vậy, Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyri cho đến ngày nay. Vua Assyri đem người ở Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Sephat Vaim đặt ở trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành nó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Người ta bèn nói với vua Assyri rằng: các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lễ thờ phượng thần của xứ, vì vậy thần đó có sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lễ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Assyri liền truyền lệnh rằng: trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây, các ngươi hãy lấy một người dẫn về ở tại trong xứ đó, đặng dạy lễ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy, một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem đi trở về ở tại Bê-tên
và dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va làm sao. Song mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miếu tại trên các nơi cao mà dân Samari đã dựng lên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong thành ấy. Dân Babylon tạo hình tượng Sukkot-Benot, dân Cút tạo hình tượng Nẹt-Ganh, dân Hamat tạo hình tượng Ashima, dân Avim tạo hình tượng Nipka và Tạc Tác, dân Sê-phạt-Va-im thiêu con cái mình trong lửa cho Atramelech và Anamelech, hai thần của dân Sê-phạt-Va-im. Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng chọn những người trong bọn mình lập làm thầy tế lễ về các nơi cao. Những thầy tế lễ ấy vì chúng dâng những của tế lễ tại trong chùa miễu của các nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu việc các thần mình theo thoái tục của những dân tộc mà họ bị dời ra khỏi đó. Ngày nay, chúng hãy còn làm theo thoái tục cũ mình. Chúng không kính sợ Đức Giê-hô-va, chẳng vâng giữ hoặc luật lệ hoặc thoái tục hoặc luật pháp hay là điều răn truyền cho con cháu Gia-cốp mà Ngài đặt tên là Israel. Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với chúng, truyền dạy chúng rằng: các ngươi chớ kính sợ các thần khác, chớ thờ lại hầu việc chúng nó và đừng tế lễ chúng nó. Nhưng các ngươi khá kính sợ Đức Giê-hô-va là đấng dùng đại năng và cánh tay giơ thẳng ra đem các ngươi ra khỏi Ai Cập. Đấng đó các ngươi phải kính sợ thờ lại và dâng của lễ cho. Các luật lệ, điều răn, quy tắc và mạng lệnh mà Ngài chép cho các ngươi khá gìn giữ làm theo đời đời, chớ nên kính sợ các thần khác. Các ngươi chẳng nên quên giao ước mà ta lập với các ngươi, chớ kính sợ các thần khác, nhưng khá kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay các kẻ thù nghịch. Dầu vậy, các dân tộc ấy không nghe theo, nhưng còn làm theo thói tục cũ của mình. Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình. Tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay. Thi Thiên 124. Israel đáng nói: nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, khi loài người giấy nghịch chúng ta, khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi. Nước chắc đánh chìm chúng ta, dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, và những lượn sóng kiêu ngạo đã trôi trát linh hồn chúng ta rồi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. Linh hồn chúng ta thoát khỏi, như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim. Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Sách Sophoni chương 1. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sophoni, con trai Cushi, cháu Gedalia, chắc Amaria, chít Ezechia, về đời Josia, con trai Amon, vua Juda. Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ. Và ta sẽ trừ diệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ giang tay ta trên Juda và trên hết thảy dân cư Jerusalem, sẽ trừ tiệt phần sót lại của ba anh, các tên của thầy cả và thầy tế lễ nó khỏi nơi này. Ta sẽ diệt những kẻ lạy cơ binh trên trời nơi nóc nhà và những kẻ thờ lại, những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề bởi vua mình, cùng với những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va và những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, không cầu hỏi Ngài. Hãy nín lặng ở trước mặt Chúa Giê-hô-va, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Đức Giê-hô-va đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra tân khách Ngài. Trong ngày tế lễ của Đức Giê-hô-va, ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua và hết thảy những kẻ mặc áo lạ. Trong ngày đó,
ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa và những kẻ làm đầy dẫy sự bạo ngược và sự quỷ quyệt trong nhà chủ mình. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, tiếng la lối nơi phố thứ hai, tiếng vỡ lở lớn nơi các đồi. Hỡi dân cư trong thành thấp, hãy than khóc, vì mọi kẻ buôn bán đã mòn mỏi và mọi kẻ chở bạc đi đã bị diệt mất. Trong lúc đó, ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Jerusalem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước, cũng chẳng xuống họa. Của cả chúng nó sẽ bị cướp, nhà cửa chúng nó sẽ hoang vu. Chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu. Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần rồi. Nó đến rất kiếp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động. Bây giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù, ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành. Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi và thịt như phân. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. Nhưng cả đất này sẽ bị lửa ghen ngài thiêu nuốt, vì ngài sẽ diệt hết dân cư đất này cách thình lình. Chương 2. Hỡi dân chẳng biết xấu hổ, hãy nhóm hiệp lại. Phải, hãy nhóm hiệp lại, trước khi mạng lệnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lệnh của Chúa. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì. Hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. Thật vậy, Gaza sẽ bỏ hoang, Ách-ca-lôn sẽ hoang vu. Người ta sẽ đuổi dân cư Ách-đốt đang lúc giữa trưa, và Ec-rôn sẽ bị nhổ đi. Khốn thay cho dân cư ở miền biển, tức là dân tộc Cơ-rết. Hỡi Ca-na-an là đất của người Philistin, lời của Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi. Ta sẽ hủy diệt ngươi cho đến không còn dân cư nữa. Miền biển sẽ trở nên đồng cỏ với những lều của kẻ chăn và chuồng của bầy chiên. Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa. Chúng nó sẽ chăn trong các nơi đó, ban tối sẽ nghỉ trong các nhà của Ách-ca-lôn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ thăm viếng chúng nó và đem phu tù chúng nó trở về. Ta đã nghe lời Mô-áp chế bán, lời con cái Am-môn sỉ nhục. Chúng nó sỉ vả dân ta, khoe mình nghịch cùng bờ cõi nó. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: Thật như ta hằng sống, Mô-áp chắc sẽ giống như Sodom và con cái Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ, thành ra một nơi đầy gai gốc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời. Những kẻ sống sót của dân ta sẽ cướp bóc chúng nó, phần sót lại của dân ta sẽ được chúng nó làm sản nghiệp. Điều đó xảy đến cho chúng nó vì chúng nó kiêu ngạo, sỉ vả và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó, vì ngài sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói, và người ta ai nấy sẽ từ nơi mình thờ lại ngài, dầu hết thảy các cù lao các nước cũng vậy. Hỡi dân cư Ethiopia, các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta. Đoạn, Đức Giê-hô-va sẽ giang tay về phía bắc, sẽ hủy diệt Assyria, làm cho Ninive hoang vu, thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. Những bầy thú vật sẽ nằm ở giữa nó, hết thảy các loài thú khác, cả đến chim bò nông và con nhím cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự hoang vu ở nơi ngạch cửa, và những mái gỗ ba hương đã bị dỡ đi. Kìa, thành vui vẻ này đã ở yên không lo lắng và nói trong lòng mình rằng: Ta đây, ngoài ta không còn ai hết. Nó đã trở nên hoang vu,
làm chỗ nằm cho loài thú vật là giường nào. Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tay mà nhạo cười. Chương 3. Khốn thay cho thành loạn nghịch và ô uế làm sự bạo ngược. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không đến gần Đức Chúa Trời mình. Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét. Các quan xét nó như muôn sói ban đêm, không để dành chi lại đến sáng mai. Các kẻ tiên tri nó đều là càn dở dối trá. Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và làm quanh quẹo luật pháp. Đức Giê-hô-va ở giữa nó là công bình, chẳng hề làm sự gian ác. Mỗi buổi mai, Ngài tỏ sự công bình mình ra giữa sự sáng, chẳng hề cách dứt. Song kẻ bất nghĩa chẳng biết xấu hổ. Ta đã diệt các dân tộc, tháp góc thành chúng nó đều hoang vu. Ta làm cho phố chợ nó ra vắng vẻ, đến nỗi không ai đi qua. Thành nó đã bị phá diệt, không còn một người nào và chẳng có ai ở đó. Ta đã bảo rằng, ngươi chỉ nên kính sợ ta, chịu sửa dạy, thì chỗ ở nó sẽ không bị dứt đi, theo mọi sự ta đã định về nó. Nhưng chúng nó trỗi dậy sớm, làm bại hoại mọi công việc mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán, các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp bắt, vì ta đã định thâu góp các dân tộc và nhóm hiệp các nước, hầu cho ta đổ sự thạnh nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, vì cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta. Vì bây giờ ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Những kẻ cầu khẩn ta, tức là con gái của kẻ tan lạc ta ở bên kia các sông Ê-thi-ô-pi, sẽ đem dâng lễ vật cho ta. Trong ngày đó, ngươi sẽ không còn xấu hổ vì cớ mọi việc mình làm là những việc đã phạm tội nghịch cùng ta. Vì bây giờ, ta sẽ cất bỏ kẻ vui sướng kiêu ngạo khỏi giữa ngươi. Rày về sau, ngươi sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa. Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng nghèo thiếu. Nó sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va. Những kẻ sót lại của Israel sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó, vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi. Hỡi con gái Si-ôn hãy hát, hỡi Israel hãy kêu la, hỡi con gái Jerusalem hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích. Đức Giê-hô-va đã trừ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi. Vua của Israel tức là Đức Giê-hô-va ở giữa ngươi. Ngươi sẽ không gặp tai vạ nữa. Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Jerusalem rằng, hỡi Si-ôn, chớ sợ, tay ngươi chớ yếu đuối. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi. Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng. Và vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Ta sẽ nhóm lại những kẻ đang buồn rầu vì cớ hội lớn. Chúng nó đã ra từ ngươi lấy sự xấu hổ làm gánh nặng. Này trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu. Ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất. Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về. Trong lúc đó, ta sẽ nhóm các ngươi lại. Vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt các ngươi. Đức Giê-hô-va có phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng,
thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.